Trong máu có phải là dấu hiệu bất thường dự báo xảy ra thảm họa? Rất ít người biết rằng, trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào năm 2020, đã từng có cư dân mạng lan truyền một video trong máu xuất hiện trên bầu trời vào ngày 11 tháng 1. Chỉ sau đó 19 ngày, dịch COVID-19 bùng phát và lây lan, cướp đi sinh mệnh của vô số người trên thế giới. Không những vậy, thiên tai lũ lụt, động đất, cháy rừng, chiến tranh thương mại liên tiếp xảy ra khắp nơi. Vào năm 2021, trong máu cũng đã xuất hiện tại Đài Loan. Và 3 ngày sau đó, đoàn tàu tốc hành Takoro Express bất ngờ xảy ra sự cố trật đường ray, khiến nhiều người thương vong. Gần đây nhất là vào tháng 8 tại Trung Quốc. Một đoạn video cho thấy vào tối ngày 1 tháng 8, một mặt trong máu khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời thị trấn Thái Bình, thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc. Ngay sau đó, lũ lụt đã ập tới Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang và những nơi khác ở miền Bắc Trung Quốc. Trắc Châu và nhiều nơi khác ở Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do Bắc Kinh xả lũ, hàng trăm nghìn người không kịp sơ tán. Liệu các sự kiện xuất hiện những năm gần đây chỉ là trùng hợp hay thực sự có mối liên hệ như lời người xưa đã nói về mặt trăng màu đỏ khổng lồ này hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết video ngày hôm nay. Trong máu đầu tiên, yêu quái xuất hiện sẽ có tai họa. Điềm báo xấu từ trong máu không chỉ xuất hiện ở các quốc gia phương Đông, mà trong kinh thánh ở phương Tây, đây cũng là một điểm đại hung. Trong quyển Ất Tỵ Chiêm của Lý Thuần Phong có viết: Nguyệt Phạm Thực Tham, Quý Thần Chu, Xích Địa Thiên Lý, Kỳ Quốc Đại Cơ, Nhân Dân Tương Thực. Tạm dịch là: khi nguyệt thực thâm nhập lại xuất hiện màu đỏ, đất đai khô cằn ngàn dặm, lúc này sẽ xuất hiện nạn đói lớn, thậm chí con người có thể ăn thịt lẫn nhau. Hay người Trung Quốc thường có câu nói quen thuộc: huyết nguyệt kiến, yêu nghiệt hiện. Tức là khi thấy trong máu thì yêu quái, những điều quái dị hoặc điều ác, kẻ ác xuất hiện. Điều này chưa hẳn là không có cơ sở, bởi trong suốt dòng chảy lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi lần trong máu xuất hiện sẽ gắn với một tai họa khiến con người khiếp sợ. Có nhiều giả thuyết cho rằng sự xuất hiện của trong máu chính là dấu hiệu về sự cai trị của vũ trụ. Các tôn giáo và văn hóa dân gian trên thế giới từ xa xưa đều nhìn nhận trong máu là điểm dữ. Hiện tượng này biểu trưng của tà ác và tai họa. Trong dân gian Trung Quốc có truyền thuyết mặt trăng có màu đỏ như máu là vì thiên cẩu ăn mặt trăng. Điều này được coi là báo hiệu cho một thảm họa đẫm máu sắp xảy ra. Văn hóa dân gian phương Đông cho rằng trong máu là đại diện cho trí tuệ vũ trụ. Một khi trong máu xuất hiện, lẽ phải của thế giới đã bắt đầu suy yếu. Rất nhiều trùng độc, sự thù địch và thậm chí cả oán giận sẽ bắt đầu mạnh lên. Một khi những oán khí này bắt đầu lan rộng, sẽ chỉ có một kết quả: thiên tai nhân họa sẽ không ngừng tàn phá thế giới. Trong kinh thánh cũng mô tả rất rõ ràng, khi mặt trăng màu đỏ sáng lên là dấu hiệu ngày tận thế của thế giới. Khi ấn thứ 6 được mở ra, ta lại thấy mặt đất rung chuyển, mặt trời tối đen như tấm vải bông, mặt trăng biến thành màu đỏ như máu, vì sao trên trời rơi xuống mặt đất giống như cây không hoa không quả, bị gió lớn thổi làm rơi những quả non. Bầu trời bị dịch chuyển, giống như một cuốn sách bị cuộn lại, núi non biển đảo đều bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Hay trong Đại Tàng Chính Kinh của Phật giáo có ghi chép: nếu có nhật nguyệt bạc thực hoặc ngũ tinh hình sắp biến dị hoặc sao chổi bùng phát thì là báo hiệu tai họa. Năm đó dịch bệnh hoành hành, quỷ thần bạo loạn, quân tặc dị quốc xâm lược. Nghĩa là khi ấy hoặc bị nạn ôn dịch hoặc bị dính binh đao. Những điều được nêu trong kinh Phật, kinh thánh cũng như các thư tịch của người xưa không phải là không có cơ sở. Cổ nhân nói về sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, cũng như việc tai họa mà trời cao giáng xuống không phải là ngẫu nhiên. Những lần trăng máu xuất hiện ở phương Đông và phương Tây. Trong lịch sử Trung Hoa, có rất nhiều điều chấn động xảy ra sau khi trăng máu xuất hiện. Trong Nam Tể Thư, Chí Đệ Tứ Thiên Văn Thượng có ghi: Vĩnh Thái Nguyên Niên, Tứ Nguyệt Quý Hợi, Nguyệt Thực, Sắc Xích Như Huyết. Lúc bấy giờ, hoàng đế cuối cùng của Nam Triều chính là Tề Minh Đế. Vào tháng 4, Nguyên Niên Vĩnh Thái, sau khi xuất hiện trăng máu giữa ban ngày thì bầu trời lại trở nên trong xanh. Mặc dù người dân bàn tán xôn xao, nhưng Tề Minh Đế vẫn vô cùng rừng rưng. Kết quả là 3 ngày sau, Đại Tư Mã Vương khởi quân tạo phản, Tông Thất nổi dậy, loạn lạc ở khắp nơi, bá tánh rơi vào cảnh lầm than khốn khổ.
Đến năm Vĩnh Thái thứ hai, tình hình chiến sự mới dần lắng xuống, toàn bộ quân nổi dậy bị tiêu diệt. Nhưng nếu nói rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì không đúng, vì vào thời nhà Minh cũng từng xảy ra sự kiện tương tự. Ngày 18 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 17, mặt trăng đỏ như máu lại một lần nữa xuất hiện. Không giống như khi trăng máu xuất hiện ở Nam Triều, lần này quân Lý Tự Thành xâm chiếm kinh đô. Hoàng đế Sùng Trinh, hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, đã treo cổ tự tử trên cây ở Môi Sơn. Theo ghi chép, các hoàng đế của mọi triều đại đều rất coi trọng hiện tượng trăng máu. Truyền thuyết về trăng máu lan rộng trong dân chúng như một lời nguyền đáng sợ về vận mệnh quốc gia. Ở các quốc gia phương Tây cũng có những ghi chép về trăng máu, và trùng hợp là rất nhiều thảm họa nghiêm trọng cũng xảy ra sau đó. Trong khoảng 5 thế kỷ trở lại đây, đã có 3 sự kiện lịch sử lớn có sự xuất hiện của trăng máu trong ghi chép của người Do Thái. Họ không thích những mặt trăng đỏ này, bởi vì hiện tượng trăng máu diễn ra sẽ trùng hợp với một thảm kịch hoặc ngay dịp lễ quan trọng của người Do Thái. Trong khoảng thời gian trăng máu xuất hiện từ năm 1493 đến 1494, châu Âu đã xảy ra nhiều sự kiện lớn. Trước đó, năm 1492, chế độ Tây Ban Nha bị lật đổ. Sau đó, tất cả người Do Thái nếu từ chối cải đạo sang Công giáo sẽ đều bị trục xuất trên diện rộng. Và hầu hết họ chọn con đường lưu vong thay vì từ bỏ tôn giáo và văn hóa của mình. Cuộc trục xuất không hề ôn hòa này khiến nhiều người Do Thái bỏ mạng. Đồng thời, vào khoảng thời gian này, Columbus cũng phát hiện ra rằng người da đỏ ở châu Mỹ bị thảm sát. Tuy nhiên, không có ghi chép rõ ràng về số vụ thảm sát và con số thương vong. Sau đó, vào năm 1949 và 1967, hai đợt trăng máu xuất hiện kéo theo các cuộc chiến tranh quy mô lớn, đặc biệt là cuộc chiến tranh 6 ngày giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Tuy đây là cuộc chiến xảy ra ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ ác liệt, khi Ai Cập phải gánh chịu tổn thất lớn. Sự trùng hợp này khiến cho chúng ta không khỏi nghĩ rằng có lẽ trăng máu xuất hiện đúng là điểm báo tai họa. Tất cả những điều này khiến người dân Trung Quốc hiện nay vô cùng lo lắng. Liệu mặt trăng máu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời thị trấn Thái Bình, thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc vào đầu tháng 8 này có đơn giản chỉ là dự báo của lũ lụt vừa qua, hay còn là lời nhắc nhở nào khác? Nhiều người có thể gọi đây là những tiên đoán mê tín thời phong kiến, nhưng cũng có thể đây là sự thống trị của tự nhiên. Bởi không chỉ là những câu chuyện truyền thuyết, một số sự kiện có sự xuất hiện của trăng máu cũng được người xưa nghiên cứu và ghi chép rõ ràng, do mặt trăng cũng là một trong những vô số hành tinh. Trăng máu có thực sự là dấu hiệu của dự báo thảm họa? Tất nhiên, những câu chuyện trên đây là một số quan điểm và ghi chép của người xưa về trăng máu. Xét theo quan điểm khoa học hiện đại, mặt trăng có màu đỏ này chỉ là một hiện tượng thiên văn. Mặt trăng không biến đổi, đây chỉ là sự thay đổi về màu sắc khi ánh sáng khúc xạ tới mặt trăng, sau đó thông qua bầu khí quyển trái đất phản xạ tới mắt con người. Những người có hiểu biết về thiên văn học đều biết rằng sự ra đời của trăng máu là khi trái đất, mặt trăng và mặt trời nằm trên một đường thẳng. Vậy nên, hiện tượng trăng máu thường đi kèm với nhật thực hoặc nguyệt thực toàn phần. Lúc này, bầu khí quyển của trái đất đóng vai trò một bộ lọc ánh sáng bước sóng ngắn. Dù cho là loại ánh sáng xanh lam, xanh lục nào, sau khi thông qua khí quyển đều bị lọc chỉ còn lại màu đỏ. Cho nên theo quan điểm khoa học hiện nay thì hiện tượng thiên văn này rất phổ biến. Nhưng suy cho cùng, hiện nay có rất nhiều điều bí ẩn mà khoa học không thể giải thích được. Tại sao quan điểm của người xưa về trăng máu lại nhất quán một cách đáng ngạc nhiên? Thực tế là khoa học hiện đại đã sai hay người xưa thực sự mê tín? Không những dự đoán và cảnh báo mà người xưa còn để lại nhiều lời khuyên trí huệ, như trong sử ký của Thái Sử Công có viết: Thái thượng tu đức, kỳ thứ tu chính, kỳ thứ tu cứu, kỳ thứ tu nhương, chính hạ vô trì. Khi thiên tai nhân họa ập đến, bằng cách quy chính lại hành vi và tư tưởng bản thân, không ngừng nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, đồng hóa đặc tính của vũ trụ, như thế, con người mới có thể an toàn vượt qua đại nạn. Cách duy nhất để sống sót sau những thảm họa lịch sử và bước vào kỷ nguyên mới là chọn cho mình một đức tin vững chắc, làm nhiều việc tốt tích đức, hành thiện. Những người thiện lương sẽ được thần Phật bảo hộ qua giai đoạn lịch sử khó khăn. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.